Rồi ok, chào tất cả các bạn. Mình là Đã Bất Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay. Rồi ok, như mình hứa với một bạn thì mình sẽ chơi lão bố ở mức độ khó để cho bạn ấy cảm thấy vui. Với bạn nói là chơi lão bố mà không cày, để mà chơi với mức độ trung bình thì không có vui. Rồi ok, bữa nay mình đánh trận Master, và trận này là ở cấp Master, và trận này là trận 2 sao nha các bạn. Master mà 2 sao là bằng với lại trận 6 sao mà ở mức độ khó đó, không có đùa đâu. Thành ra là trận này là phải nói là đánh là nhọc lắm á, tại do AI nó sẽ là cực kỳ phế luôn. Rồi chúng ta sẽ lúc này là lã bố còn theo Lưu Bị. Chúng ta sẽ cùng với Lưu Bị đi đánh quân Viên Thuật nè. Yo. Đó không? Ở bản này là lính nó còn làm khó được mình á, đừng nói chi mấy thằng tướng. Đánh ẩu là thua đấy, mà đồng đội thì nó phế lắm, không hy vọng được gì với nó đâu. Chúng ta là phải chạy đông chạy tây đi cứu, muốn quýnh nó cấp này trở lên là nên chơi hai máy nha các bạn. Còn chơi một máy là khóc luôn á. Cũng may là mà. Còn Master 6 sao thì bạn nào đánh được đánh với mình thì bó tay rồi. Ok, màn này thì chúng ta không dám đi bắt lẻ đâu, thành ra đồng đội mình ở đâu thì mình chơi đó. Rồi lã phun tiên đây, đứa nào muốn chết thì sống lên. Chẳng qua là có đồng đội ở đây mình mới dám liều như vậy, chứ mà đồng đội không có ở đây mình cũng không dám xung phong của này đâu nha các bạn. Đó, lính thôi mà nó đã làm khó được mình rồi đó. Mấy thằng tướng này chưa phải tướng xịn đấy nha. Lát nữa vô gặp thằng tướng chánh tướng rồi chúng ta còn mệt nữa đó. Cấp Master đấy nha các bạn, không phải đùa đâu. Còn cấp Chaos thì thôi khỏi nói, mình thua chắc ngay từ đầu luôn. Rồi lấy cái tung đã. Lã bố vậy mà được có một cái tung. Rồi ok, xung phong. Mà được cái màn này nếu mà chúng ta thắng nó sẽ búp kinh nghiệm cho mình rất nhiều. Nếu mà làm được nhiệm vụ á, nó búp lên khá là kinh, tại cộng với 50% luôn. Tức là 100 thì thành 150. Mà thường thì thưởng 300, 300 là thưởng thành 450 là tức là bằng 2. Bằng hai cái bịch vàng với lại một cái bịch đồng luôn. Rồi ok. Nè bắn cung nó bắn đau lắm á nha các bạn. Rồi nhào vô. Đây Master mà nó đã bắt đầu nó khó rồi. Ví dụ là bạn nào muốn chơi coi Chaos thì kiếm kênh khác mà đó. Chuyên chơi hardcore cái game này á các bạn coi, còn mình thì không chơi nổi mức đó nha. À, cái băng chúng ta mới lấy được thì nó có cái hiệu ứng đánh xuyên giáp á, thành ra là nãy giờ mình đánh nó xuyên khá là nhiều. Rồi ok, hay nó đánh là phải né liền chứ không là chết đấy. Rồi ok, đồng đội mình nó quýnh nãy giờ chưa xong một thằng tướng nữa các bạn thấy không. Rồi à, thôi quay lầu lại cứu nó đi chứ không thôi nó chết nữa. Vô mày tờ hứa gì đây. Ai dạ đào thế. Oh, cộng kinh nghiệm kiểu này là hơi bị phê đấy. Vô, ê mở cửa ra các đồng chí. Rồi vô. Đây. Tiếp tục tới mã gì đây. Di Linh hả? Kỷ Linh hay gì đây. Can anybody provide me with a decent challenge? Can anybody provide me with a decent challenge?
À đây. Nhưng mà đồ chúng ta là quá trời quá đất luôn, tha hồ xài. Rồi khoan, đánh chỗ đó rồi chúng ta đánh dưới này trước quan trọng hơn. Chà, khổ này là dễ bị ăn tên lắm á nha. Rồi ra cái tung rồi. Can anybody provide me with a decent challenge? Ây da, đó thấy chưa, lính mà nó cũng nguy hiểm lắm rồi đấy. Cầm kiếm đó nha, chứ không phải cầm thương đâu á. Rồi xong, giờ vô thành nè. Chiếm thành thôi, nói chung là các bạn không màn này vậy thôi mà chúng ta còn còn gặp nhiều khó khăn khi mà đánh lính, mà lính nó còn chả chết được như nãy giờ. Trong khi bình thường mình quét là cầu nãy giờ cũng phải 500 là ít rồi, giờ nó 300 mấy thôi. Đó chưa, nó một phát rồi mình bay liền luôn á. Thằng đó là trung quý rồi nha, chưa phải tướng ấy. Rồi thôi ra, không ngu gì quýnh kiểu đó. Bật nộ lên đập rồi á. Bật nộ nó cũng dễ là thuộc tính hơn các bạn. Bài đặt láo hả? Can anybody provide me with a decent challenge? Your Highness, are you okay? Rồi đến lát nữa coi mình lấy được món gì. Anh chào tiếp viện tới. Rồi anh em lên chiếm cái trại cung đi. Tôi quay lại. We've received a report from the scouts. Another unknown force is approaching. More enemy reinforcements? Things will become difficult if their numbers increase much more. Now that's how it's done. You inspire us all. Everybody, you must build some momentum. Charge the enemy. Rồi, ok. Đừng hòng chiếm lại thành. Anh đứng ngay cái cửa anh giữ luôn. Cái này tên là Mô Linh Khe. Lâu đài Mô Linh nữa. Mổ Linh. Lâu đài gì tên gì kỳ vậy. Vô, ai dạ, ai dạ, ai dạ. Ôi cạc pha đó, kinh đệ. Kinh đấy, kinh đấy. Nhưng mà cũng chỉ tới mức đó thôi. Anh đây là lã bố mà. Đứng giữ thành thì đừng hòng mấy chú vô được. Ai dạ, phản đòn của nó ghê đấy. Ai dạ, wow, lợi hại, lợi hại, thêm một đứa nữa hả? Đây, bật cái này lên rồi thì mấy chú đừng có đùa với anh. Anh không bật nộ thì thôi. À, cũng có đứa bật nộ giống mình nữa mà. Nhưng mà nộ của nó thì làm sao mà lại nộ của lão bố. Rồi, ok. Lại đây, người yêu. Vẫn còn một đứa nữa. Phải tự tiếp viện cho viên thuật nhiều thế. Hy vọng là đánh trận này xong ra được đồ tốt tốt không biết. Đây là lần đầu tiên Lưu Bị gặp Tôn Thượng Hương trong cái vũ trụ này các bạn. Và trên thực tế thì hai người chỉ biết nhau khi mà Tôn Sách có ý định, ấy là Tôn Quyền có ý định gả Tôn Thượng Hương cho Lưu Bị thôi. Rồi lấy được thì xài luôn. Ây chà, nhân lúc mình xài này thì fatality luôn các bạn. Cái chữ đó anh nói là gì, cái game Mortal Kombat mà người Việt mình bắt đầu học cách phát âm cái chữ đó đó. Đúng rồi, là cái bộ phận game thủ thôi. Cho nó đúng, cho nó phát âm cho nó đúng. Mình thì chả ham những cái pha kết thúc đó đâu các bạn. Theo quan điểm của mình đó là khi mà ra đòn kết liễu đối phương á, nếu mà buộc phải giết á thì ra đòn kết thúc cho nhanh để mình người ta đi cho nó nhanh thì không đau đớn. Chứ mà ra đòn mà để mà thể hiện bản thân hay là giết người theo kiểu quá tàn bạo để mà để
nhưng mà để thỏa mãn cái bản thân cũng như là làm theo đúng cái kiểu của mình thì tự mình không có thích cái kiểu đó, thành ra mình không có ưa Mortal Kombat là vậy, chứ không phải là mình ghét bạo lực đâu các bạn. Như là bạo lực thì nó ở cái mức độ nào đó thì được, chứ bạo lực quá mức thì không, rất là không nên. Bạo lực nó mang tính lịch sử nha các bạn, tại vì đơn giản là các bạn không thể nói lý lẽ như thú dữ. Thành ra bạo lực là một cái gì đó về cơ bản nó cần thiết trong cái sự tồn tại của con người, bởi vì khi có một thế lực nào đó quyết định sử dụng bạo lực thì chỉ có một thế lực khác dùng bạo lực mới chống lại được, còn bằng không thì những lời nói lúc đó là vô nghĩa. Cái điều đó thì mình dám khẳng định luôn, bởi vì một lực lượng vật chất này chỉ có thể bị đánh bại bởi một lực lượng vật chất khác, chứ không phải là bằng một cái, chứ không thể nào dùng lời nói hay là cái tâm linh để mà nó ngưng được. Rồi vô, bây giờ bắn tên hả, bắn tên phải lập tức bật lên liền, bật lên bật lên bật lên bật lên bật lên bật lên, ha 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 ha, vô. Rồi để coi sau khi kết thúc trận này lấy được món nào nha, chứ trận này quýnh là nhọc thế này mà không ra được món nào tốt là buồn lắm á. Dù gì thì cũng tương đương với mức khó nữa, sao sao mà không ra được đồ tốt thì sao được. Thấy ông ghê chưa, ồ ra nguyên con gà luôn thì ngon rồi. That one is the key to turning the tide. Begin pursuit immediately. You cannot escape me now. Fight! You came just in time. Could you help me, please? Can anybody provide me with a decent challenge? Rồi, ok. Chúng ta đã hoàn toàn chiếm được thế chủ động trên chiến trường các bạn. Đối phương không còn cơ hội để phản công nữa, trừ khi nó có thiết viện, hoặc là trừ khi mình bị hằng boss nó đánh bại, hoặc là bị lính nó chém chết các bạn. Nhưng mà trường hợp rất là khó, tại vì cơ bản thì lão bố của mình khá là mạnh, nhưng mà nhìn chung thì hằng boss nó được búp, cho nên không nói trước được nha các bạn. Master mà, chế độ Master thì không nói trước được gì hết. Rồi. Can anybody provide me with a decent challenge? Lính nãy giờ chưa được ngàn quân luôn các bạn không? Lính nó cũng rất là lì chứ không phải là dễ thắng đâu. Rồi, cũng trúng tên ít đấy, tung sách cũng trúng đòn rồi. Hay dạ, tướng nó kìa, tướng nó, tướng nó. Nếu mà thấy cái bạn này đánh nó còn nhẹ đó do lão bố mạnh nha, chứ tướng khá là master kiểu này là gục nãy giờ rồi đấy. Có thể Quang Vũ Trương Phi thì có thể cũng làm được chuyện này, nhưng mà những tướng khác như tướng thường thường thôi á thì dễ, trận này vô là dễ chết lắm. Chà, ồ nó phản công được á. Rồi cũng ngay đấy, viên thuật à, nhưng mà hết rồi. Đùa với anh. Can anybody provide me with a decent challenge? I have punished the traitor Yuan Shu. I thank you all for your aid. Weakling. Oh, 750 kinh nghiệm luôn, ít ỏi gì đâu các bạn thấy không? There are none who can stand before me. Rồi, ok. Để coi có làm được hết 3 nhiệm vụ hay không. 3 cái luôn, quá đã. 4 cấp tuyệt vời. Rồi, nâng xuống đây, nâng chỉ số rồi đó. 68 tệ bèo thế. Được, bèo quá, 67 bèo quá, 66 trời ơi. 74 mà sức mạnh nè, à, cũng được đi. 70 thì hơi bèo. Ra đồ không ngon lắm. Cũng ngon đó nhưng mà cũng
dạng ngon thường thường thôi, chứ không phải là cực kỳ ngon các bạn. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình ha. Mình là Lâm Bách Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.